Cùng với luật doanh nghiệp mới đã được vận hành, thì từ cuối năm qua, Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã bắt đầu chủ trì soạn thảo luật hỗ trợ cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, thì luật này dự kiến sẽ vạch ra nhiều những dự án cụ thể để giúp cho nhóm doanh nghiệp này phát triển thuận lợi hơn trong giai đoạn mới, đồng thời tạo những cái hành lang pháp lý đầy đủ cho những hoạt động khởi nghiệp. Và để có một cái nhìn cận cảnh hơn về những thách thức mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải, và đặt vấn đề luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa liệu có nên quan tâm hỗ trợ những gì, thì hôm nay chúng tôi sẽ mời đến trường quay ông Nguyễn Ngọc Tuấn, là Phó Chủ tịch Hội Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai, để trao đổi nhiều hơn về chủ đề này. Xin chào anh Tuấn, cảm ơn anh rất nhiều đã đến đây tham gia chương trình. Trước tiên thì chúng ta thấy rằng là luật doanh nghiệp 2014 đã có hiệu lực khoảng nửa năm rồi, và bắt đầu từ cuối năm ngoái thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã bắt đầu bắt tay soạn thảo những cái luật mới dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Như vậy thì anh đánh giá gì về cái động thái này của nhà nước cũng như là của Bộ Kế hoạch Đầu tư? Chúng tôi cho rằng đây là một cái động thái rất là tích cực. Nó thể hiện cái khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước là cái động lực để phát triển kinh tế. Trong cái văn kiện Đại hội Đảng thì cũng đã nêu cái vấn đề này. Và cái việc mà cái luật doanh nghiệp có hiệu lực 6 tháng nay thì đã gia tăng được 46.000 doanh nghiệp. Như vậy là hơn 600.000 doanh nghiệp tại Việt Nam đều là những cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Thì cái việc ra đời cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nó là một cái bước tiến và cần thiết, cấp bách, để các cái doanh nghiệp nhỏ cùng với các cái thành phần kinh tế khác để phát triển kinh tế. Và rõ ràng đây là một quyết định hết sức là đúng đắn của các cơ quan quản lý, và cũng được biết rằng là cũng bao gồm trong những cái dự luật mà sắp sửa ra mắt, thì cũng sẽ có những cái luật mà liên quan đến những cái phương án hỗ trợ dành cho các cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp. Như vậy thì theo anh thì chúng ta cụ thể nên đặt ra những cái việc gì cần làm trước tiên dành cho các cộng đồng khởi nghiệp? Các cái nội dung hỗ trợ các cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong luật định nên chăng là đề cao cái yếu tố là định hướng, tính toán dự tính cho cái xu hướng sản phẩm dịch vụ, để các cái doanh nghiệp có thể từ cái định hướng của nhà nước, của các bộ ngành, của địa phương, để doanh nghiệp có thể chọn cho mình cái sản phẩm dịch vụ nào mà mình có lợi thế cạnh tranh nhất để thích ứng trong một cái môi trường cạnh tranh hiện nay. Cụ thể có thể là hỗ trợ các cái doanh nghiệp về cái xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và các cái thông tin pháp luật để doanh nghiệp nắm rõ. Và trong luật định cũng cần thiết phải có cái quy hoạch cái cụm công nghiệp dành cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ, bởi hiện nay đa phần các doanh nghiệp nhỏ chưa có cái mặt bằng sản xuất và tận dụng cái mặt bằng ở gia đình, ở trong khu dân cư để sản xuất, cũng ảnh hưởng đến cái quy định về môi trường, về an ninh và các cái điều khoản khác theo quy định. Trong khi các cái luật định thì mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện, không phân biệt doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, dẫn đến cái sự cái nguồn lực của các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ không có đủ khả năng để có được cái cơ sở mặt bằng tốt nhất cũng như thực hiện đúng đầy đủ các cái luật định theo quy định. Và cảm ơn những cái đề xuất của anh. Tuy nhiên, chúng ta nói kỹ hơn về những cái doanh nghiệp khởi nghiệp, tức là những doanh nghiệp bắt đầu bắt tay vào xây dựng nên một cái doanh nghiệp của mình, thì hiện tại thì có những ý kiến cho rằng là cái môi trường dành cho cái cộng đồng khởi nghiệp vẫn còn rất là nhiều khó khăn. Như vậy thì quan điểm cá nhân của anh như thế nào về cái môi trường hiện tại? Môi trường khởi nghiệp kinh doanh, chúng tôi cho rằng là các cái thanh niên khởi nghiệp họ luôn luôn có những ý tưởng và sự sáng tạo này, tuy nhiên cái nguồn lực về vốn thì họ thường là bị thiếu vốn. Nên chăng có một cái quỹ hỗ trợ thiết thực cho những cái dự án, cho những cái ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp mà nó có tính chất khả thi, thì cái sự hỗ trợ của nhà nước nó sẽ có hiệu quả. Điểm thứ hai đặc biệt quan trọng đó là làm sao có cái tinh thần khởi nghiệp, có cái tinh thần làm chủ mà tạo ra được cái dư luận xã hội tôn vinh giới doanh nhân, tôn vinh các cái sự sáng tạo mà rất khác biệt của các cái thanh niên khởi nghiệp, để chúng ta hào hứng với quá trình xây dựng cái doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong cái quá trình xây dựng cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì sẽ yêu thích
cái sản phẩm dịch vụ mình để mang lại cái giá trị, giải quyết cái vấn đề cho người tiêu dùng, mang lại cái giá trị lợi ích để giải quyết các cái vấn đề mà xã hội đang nhu cầu. Cảm ơn anh. Và trở lại với cái nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa thì có thể là do cái đặc trưng của cái doanh nghiệp cho nên là cũng có những cái khuyết điểm hoặc là cũng có những cái điểm yếu đặc trưng, và có thể rằng là những chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì họ cũng có thể là nhận ra được những cái khuyết điểm này, tuy nhiên họ họ cũng không có muốn thay đổi. Như vậy thì quan điểm của anh như thế nào? Anh có nghĩ như vậy hay không? Qua tiếp xúc rất nhiều chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các cái thanh niên mới khởi nghiệp, thì đa phần họ lại tập trung vào vấn đề thuế, về vấn đề kế toán, về vấn đề nhân công, trong khi đó hàng loạt các cái vấn đề cần thiết khác như là nghiên cứu thị trường, nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong cái quá trình sản xuất kinh doanh dịch vụ để gia tăng cái tài sản vô hình trong doanh nghiệp, thì đa phần các chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ cái tài sản vô hình. Mà trong doanh nghiệp thì tài sản vô hình của doanh nghiệp nó quan trọng hơn cả cái tài sản hữu hình như là mặt bằng, nhà xưởng. Vâng, và cũng như anh vừa mới nói rằng là khi mà cái luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thì ngay sau đó có khoảng gần 50.000 doanh nghiệp mới được thành lập. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là dù là có luật mới hay không đó, thì cái việc mà phát triển cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta thì theo anh đó là chúng ta nên phát triển theo cái hướng nào, theo hướng lượng hay là hướng chất? Chúng ta nên ưu tiên cái khía cạnh nào hơn? Trong cái thế giới hội nhập thì cái tư duy chất lượng của sản phẩm dịch vụ cần phải đề cao. Các chủ doanh nghiệp cũng đang dần nhận thức được cái sản phẩm dịch vụ mình là phải hoàn hảo và nó phải chất lượng. Cái yếu tố này thì mới cạnh tranh được cái sản phẩm dịch vụ. Trong khi Việt Nam đã ký kết rất nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước là sẽ mở cửa thị trường, và như vậy cái khả năng cạnh tranh, cái môi trường kinh doanh cạnh tranh nó rất là khốc liệt. Và thưa anh Nguyễn Ngọc Tuấn, cảm ơn anh rất nhiều về những ý kiến phân tích vừa rồi. Dạ, cảm ơn.